Ba, sau đây này tổng hợp này, ngày nay dương nâng sắp xa ông phí bất thiên là bọt kẻ thương áp. Đại chỉ bị sạc mà dương bọt phải khá ca trọc kỳ kỳ. Trong đoàn xa ta bất thiên là bọt này, mình ảnh tình ấy nâng phía bị bạ cho mệt nà nốt. Ba, xong tâm đàn tổng hợp này. Hello everyone, welcome to Rean English and today lesson we are going to learn about the getting up. The worst part of the day for me is definitely when I have to get up. Waking up, that I can handle. But getting up? That, I hate. The covers I have on my bed are heavy, mostly because I have a comforter as well as a light blanket. I sleep with two pillows, which for some reason have different color pillowcases. Well, at least the sheets match. I sometimes wake up before the alarm goes off. I like to keep the alarm at a low volume, with some classical music, nothing too jarring. My old roommate used to like the terrible buzzer that you find on most alarm clocks nowadays, which always used to drive me nuts. As I was saying, I sometimes wake up before the alarm, usually because of some noise outside the house, a car door slamming, an alarm going off, gunfire. Well, okay, not gunfire, but man, is my neighborhood noisy. Of course, when I'm staying in a hotel, it's usually easier to just get a wake-up call from the hotel than set the alarm. I'm not really an early riser, so I don't jump out of bed ready to take on the world. I get up very slowly, usually one foot on the floor at a time. Every once in a while I'll oversleep, but not too often. I really love the weekends, when I can sleep in. Và để sao tại trên tập này riêng để dạy lượt mình thích Đức nét nhóm số ca bình dư thầm lến ở vì riêng dư mình thích hơi ở nhẹ tầng học nế và nghe sưu sẽ đạp chương môn mình thích và học tập 8. Hello everyone, welcome to Rean English and today lesson we are going to learn about the getting up. The worst part of the day for me is definitely when I have to get up. Waking up, that I can handle. But getting up? That, I hate. The covers I have on my bed are heavy, mostly because I have a comforter as well as a light blanket. I sleep with two pillows, which for some reason have different color pillowcases. Well, at least the sheets match. I sometimes wake up before the alarm goes off. I like to keep the alarm at a low volume, with some classical music, nothing too jarring. My old roommate used to like the terrible buzzer that you find on most alarm clocks nowadays, which always used to drive me nuts. As I was saying, I sometimes wake up before the alarm, usually because of some noise outside the house, a car door slamming, an alarm going off, gunfire. Well, okay, not gunfire, but man, is my neighborhood noisy. Of course, when I'm staying in a hotel, it's usually easier to just get a wake-up call from the hotel than set the alarm. I'm not really an early riser, so I don't jump out of bed ready to take on the world. I get up very slowly, usually one foot on the floor at a time. Every once in a while I'll oversleep, but not too often. I really love the weekends, when I can sleep in. Bà xuất đây công sở tổng hợp nế, nhóm sự khâm thà nẹt ngọt nế. Bà ạ chất đạp thì sao ông lì mến đầy đầy đi dây kìa. Bà thì sao còn đi dây. Ok, chẳng đã bây môn nâng chiên tất đo ca bọ prai tầng mố dương thua ca sắp ra nờ viện bị bạc cho môn sân á bà. Chẳng viện bị bạc để dương hai lại nông bị đổ bởi dưỡng cư miền đời chìa. Bà thu kết áp. Thu kết áp nâng mình thà ba crowd fee đầm nề nhá, dùng to get out of bed or leave one bed mình ta, dùng crowd fee kênh nhá mình ta dùng chân thì kề tai mặt đòn nhá, mình lấy lực kề tê tê, và tai đập về thà to get up mình ta dùng đằng luôn thôi, tai dùng ở toàn ngực chân thì kề tê, cứ dùng nực nong kề nực lão ấy, rồi coi dùng nực đập vui nực lão ấy tê, ba, chấn to get up, ba. Chẳng nhóm xong ọt bình dồn bọt tâm rãi ở đời xa về trán của thử bọt rãi difficult word hay thử bình dồn tiết chẳng nhóm xong cách
khlai chẳng hạn ok này, to handle, to manage or deal with to deal with or control và chẳng to handle nó mình này tha bỏ tha đã cục rong và cục rong rồi có đọc trai mùi chẳng hạn bà handle nó to handle cover a layer thick fabric that cover bed, the cloth material that covers a bed and that keep one warm. Okay. Chẳng cover này cứ sầm đầu nong ní bà cứ kê sầm đầu từ lứ bà phôi nè bà phôi cả đại nơi lơ kề bà. Tape comforter bà comforter the topmost thickness cover for a bed. Chẳng còn nào comforter này cứ coffee à cover tích đời xa này cứ chế phổ phê chế phôi để crack chiêng chẳng hạn nè bà crack chiêng usually made of a feather or other material bà hay thẩm đá nó cứ bà lật vì rôm sát rồi có bà lật phò rồi có ốp ốp xem xanh chẳng tới đại thừa như có đá đấy ngày chẳng phôi đôi khi bay nó cứ phôi đôi khi nó bà ngày light blanket, okay. A light blanket cover a bed made of wool, cotton, or other material. Ba, chẳng light blanket này cứ chỉ một hệt phôi để đá ứng và để ngày đẹp thì chân dương mai dương cột phá cứ dương phá phôi để đá ứng và light cứ dương phá light blanket để sao nó sọc dương việc cho cái đá đôi sọc về thì bà dương đã phôi sọc về máu bài thì mạch đây đẹp đồng cái đá lạnh chẳng cứ dùng para light blanket đập về comforter ní mình thấy phôi để crack mà crack cứ ở vị trí nào cứ về para nơi đời đồng nghề bà comforter hay hàng lớn ấy cứ chụp phôi thò mặt đà phần tay việc crack riêng light blanket nhé. Ok, pillow a soft cutter cushion for one's head in bed usually fill it with feather, cotton or other material. Bà pillow này bỏ lấy tới cứ nồi nè bà pillow cứ nồi nè. Đập về pillowcase bà pillowcase cứ ở trong nồi bà pillowcase bà sheet okay sheet two piece of light within fabric placed on a bed. One to lay on and one to lay under. Okay. Chẳng acid này cứ chia cầm ra và cầm ra nè, cầm ra tre, cầm ra phục nè. Bây giờ chẳng riêng hai thằng cầm ra phục nữa bà cứ gọi là acid bà. Too much. Bà to have the same color or color that look good together to make a good combination to look good together. Okay. Too much này mình thả ở đôi nhá, thả là bỏ pi sẽ là bỏ pi dùng dùng một tấm khné dùng là dùng dùng một mạch một khné mình thả đã vừa mạch ở việc đôi khné ở việc trời khné tạm đó nè và ngày too much. To go off. To go off to make a loud noise every suddenly. Ba, to go off nung. Ba, bọc prai tha. Ka bọc ka thum lay. Rico bọc ka thum lay lưu lưu. Chiran dong. Flim flim mi chung an an do chưa. Ba, nực nung video nung. Tu bake bàn yay tha do chưa. Ka bạc phi lan. Pung hang a chung tay. Thum lay nè kut hang lưu clang clang a chung tay. Chung tay. Bà nâng gà tha to go off. Okay, irritating mình tha irritating. Okay, irritating, unpleasant or annoying to one ear mình tha ca bậc ca thầm lây như rung khan ca thầm lây nâng đại dương mình trô chật chẳng hạn bà unpleasant nâng mình tha mình trô chật bà okay or annoying to
còn thì recall với thua ở trong lấy nó thực hiện nó vừa long mình đây nè. Ok chẳng jarring, okay. Jarring. User an electronic device that make a long, okay, continue buzzing sound similar to that a flying insect like a fly. Okay, chẳng buzzer nó cứ chia ổ để bằng cao và ổ electronic để bằng cao xâm lệnh máu đôi chia xâm lệnh và xâm lệnh sạch chẳng á nè chẳng phải chẳng đôi chia xâm lệnh cân đẳng ấy chẳng á nè nó kia thạc bô giờ và xâm lệnh đôi chia khăn màu ngủ bò dưỡng nó cứ mình bô giờ để xa phía chớn cứ vì xâm lệnh đài vì rộng khăn vì trừng chẳng nữa na đằng này chẳng không chẳng dừng đằng si chum bờ tler ca bọ tai nữa và chẳng còn thà bơ giờ nó cứ chưa sầm lên đại lư clang sầm lên đại đập mình châu tự chi thì chẳng á và chẳng cả thà bơ giờ ok chẳng try to drive someone nut ok to make someone angry integrated or crazy và chẳng to dry someone nut mình nói thà thua ao nẹ nâng cốt và tôi chưa khăn khăng và khăn khăn vừa ở khăn rồi có thua ao phải tự chiêm để chúa mình thà khăn là họ đó chúa đã trong mình đây chẳng mình vừa ở cái chúa lọt cái cây của thà ngày thời chẳng anh khăn ngô phải chẳng á trong mình đây chẳng và to dry someone nut chẳng mình nói thà to make someone angry và integrated rồi có crazy okay. Wake call, wake up call, và a hotel service that call guests at night time. The guests want to wake up them in the morning. Và wake up call nữa, bà cứ dùng trong mình đây tha kate ở dùng nhẹ nè. Thì thông mà đã dùng cái nơi sinh thật kia, mình chẳng kêu kẹp hàng bà receptionist. Chẳng ở cái chui call mà dừng đạt dừng đó và ở cái chui mà đạt dừng phong nó mong phần này dừng thời gian ngược thì phải đặt cái chẳng đó okay. Chẳng nghe thao việc gặp call rồi có đồ chơi ô tì hóa nó đồ chơi phật lăng chẳng tư mạng và dừng mò chẳng tư anh nó cứ con mẹn việc gặp call đấy nó còn fighting call đặt mà chưa nghe chẳng anh nó phê nâng đó anh nó kêu việc gặp call ok. Early riser, a person who enjoy waking up early in the morning. Và chẳng early riser nó cứ chia mà nó để cho chất ngược bị bật và lầm. Và early riser, ta nè thông ạc nế cứ chia early riser mình thế. Nên ngày chẳng thông khám xa nè, thông nế mình thông khăn ngược lươn được con mình lươn này thông khăn phim sang lời chập đây nè. Ok, to oversleep, to sleep late, to sleep past the time that one is unsupposed to oversleep nó mình nói là gain troll máu nữa nè, và to sleep too late, và gain nhà troll máu, gain gì tới troll máu tận đầu, bởi clay chẳng nữa nè, và về to sleep in, và to sleep later than usual mình nói tha dương đôi chị ngày sau gì chẳng hết na chẳng dương sleep in này mình nói tha dương cro cho kê nha và nâng ngày chẳng cái tha sleep in dương cro cho kê mong đọc mùi đọc pi mà dương kê chẳng cái tha và to sleep in ok sau đây này tổng hợp nghĩa nâng ngày xem rap ca bà bộ prai này bị bà nâng từ bàn chọc hói hay xem rạp nè chẳng hợp nghĩa để trong bàn bà ca bộ prai mê riêng chẳng sẵn nốt không nè tổng hợp nghĩa cho tự khăn bà Facebook page bọc nhóm tổng hợp nghĩa bà bà tổng mốt dương cho việc hai use app bà tổng bị use app máu hay tổng hợp nghĩa tự cả download hay nâng install viên nâng lượt tập tài để xa bọc nhóm của bạn download rồi thái chẳng cứ nhầm bảo vô tạm đó và nâng này chẳng nâng nông e bảo bọc nhóm này cứ miền bà về miền chìa video miền chìa thư miền chìa cũng sàn á và chẳng rô mê riêng thẳng hóa cứ trở bàn upload
và cho tất nông video và những mê riêng đại trí video tổng ốc cư dương cư upload cho tất nông video nâng tay một đồng. Chẳng này tổng ốc này ạ bà xoay rô mê riêng tất nông video hay bà miên đồ chí sức phơ bà miên đồ chí bà cầm sàn bà tất nông cầm sàn với này tổng ốc này ạ bà riêng đập rồi có riêng mơ rướng chi phí xa ông lễ và rừng tặng ọt ọt nó cứ chia rừng đại khá nhau chùm bờ dù mà ọt nè ọt nế bà dương riêng phí xa ông lễ dương trời tài bà riêng sẽ đập mê riêng rồi có rừng chi phí xa ông lễ tặng ọt nế bà bờ đâm bày ọt dương sẽ chịu bỏ dương nâng miên phiếp xoam bà xoam tên nâng ca dì giấy xoam tên nâng ca bà bà nàn sẽ xa nó bỏ kê bà chấn nước nông xa nâng có miên video mai rừng đại nị dây chi phí xa khmai phong đại và hay có đồ chìa video cầm sàn và đồ chìa rừng play play rồi có rừng cầm play như chẳng tờ chấn xong ai nè ngọt đía và chìa diêm mơ rừng thằng lớn á rừng đại nị dây chi phí xa ông lệ nâng cư nè ngọt đía và chìa diêm mơ rừng nị dây chi phí xa ông lệ nâng ngọt đía và bày ói dừng áp vô phí xa ông lệ cầm chìa diêm mơ rừng đại khmai mèn rừng nị dây khmai bây khi nhầm đại hồi mèn tay còn thang nhưng đã nó về đại khai đệ nó về đại dương thôn tròn nó về năm này nó về đại dương thôn tròn dương ai mơ rừng đặc mài còn thế nhưng nơi tại chấm rồi tất chất đó này thằng nía ở phía dưới mơ rừng chỉ phải sang lề để xa tại nơi lơ vào phone internet đôi trên được nông facebook đôi trên được nông youtube bị chấn đại dương mơ nâng dương mơ tập bị sạc mài tê do sơ mơ chỉ phải sang lề chấm đó hai tứ vừa ao cà đạp bò dương vừa cà ao cà kết bò dương nó cứ vía bà vía ọt từ một á ọt đi chùm rả nữa nó ngày ok chấm miền tây phần nâng về bà hay tập bơi cà đạp vừa cò cà bọc lại bên núng cứ nè tập ọt nía từ tại chỗ cái nòng ẹp tập ọt nía nó bà bạn ai mời bà học quân chân chúc nè bạn to nơi nòng ẹp nó bà học quân bye bye. Ok, ai lời ní dương cho mà đo ca bọ prai phí xa ông lê hả ấy bà. Chẳng đầm bốn kê kê ban này dây tha. Hello everyone, bà xuất đây này tụi học nế. Welcome to Rian English bà. Xuất xuất cũng một căn Rian English bà Rian ông lê. And today lesson we are going to learn about the getting up bà. Hai mê Rian thường đi phong đáy dương nâng vui ca sắc xá. Ông Pi bà nga trọc bị kê và trọc bị kê nâng tao về dòng mạch tơ và the first part of the day for me is definitely when I have to get up và ngay đài là trọc đi có một ngày nâng chúng nói đài là trọc đài nhưng mình cho chất trình kê nâng và cứ bất hại mà it is for me mà đọc nhầm is definitely mà cứ việc bất hại cứ nợ bê đá ca crop bị kẹn tại một đòn và waking up that I can handle và còn tại bao nhiêu đơn clo này nắng thì nắng nhom ở bàn hà thì mẹ nhom mẹ nhom ăn vừa việc bàn nhé và to handle và nhom ăn vừa việc bàn nhom ăn cầm cầm việc bàn but getting up và vận tải càng lượn bị kẹn nè that I hate và nắng ngay nhom ở trên kề nhé rồi bạn nick chơi mình đẹp và but the cover that I have on my bed are heavy but a cover phôi bọc quạt đập phôi đặt nhom miên nơi lực cái này nó cứ việt hôn nè và chẳng cover nắng nè phôi á và mostly because I have a comforter as well đôi ta comforter as well as a light blanket chẳng còn miền phôi đợt tại bay nó bay tròn bà có sẽ đọc phôi bay tròn có sẽ đọc cover nâng phóng bà comforter phôi để cả phóng hay nâng phôi đau mà toàn tiệt bà nâng này chẳng đừng ấy tha mình chơi bà có sẽ đọc nhé có đại đợt có đi xa nên sẽ đọc cái cư viên tất chạy chẳng khi thật cả có đại lăng chẳng bà nên sọc mấy bài tê bài nhạc cho vậy đêm rồi thế ok I sleep with two pillows. Nhóm kính mùi nâng khnai cao quỳ
nói rồi nó cứ be which one which for some reason have different color pillowcase và hay okay I sleep okay which some reason I làm đẹp hay form mà cho nó cứ để xa nhầm nó miên trom nói nó cứ qua cứ việc xem kia chẳng hết nè well the at the less the I sleep with two pillows, which one for some reason have different color pillowcase. Chẳng nhóm miên nào cào phí hay mua hai đại nhóm miên phí nâng cư việc ra bộ áp dành kia nâng pillowcase sống nào nâng cư việc miên bộ phí. Well, at the last of the sheet much. Bạn tay hay môi tiết nâng việc bộ về mặt việc đầu cho nâng mình thấy thật còn mình nói phí bạn tay miền nói cao mùi nó cứ vi po đồ cho nâng cầm ra nói bật quạt chẳng hả bà. I sometimes wake up before the alarm goes off bà. Về class bà nhóm cao bị kính môn nâng bà màu rô nâng vi rô lạng bà vi bần lơ xâm lơ xâm lên lạc. I like to keep the alarm at volume low volume bà. Chúng bà nhóm chỗ chất bà đại xa xâm lệnh thì có đạt xâm lệnh nắng bà xâm lệnh mong rồi nó cứ via xâm lệnh lưu sau with some classical music bà chỉ muốn nâng bật lên romantic classic đó nè classic nó cứ bật romantic bà chùm riêng rồi có xâm lệnh mong rồi nó cứ có vẻ chẳng có đạt xâm lệnh bà romantic chẳng hả nà bà nothing to drawing bà hay mình cột nóng cư cột mình cho chật xâm lệnh đại lưu khăn khăn nô tê bà my old roommate used to like a terrible buzzer bà chẳng có tha mất rồi mình tục bà cột trải lục môn nóng bà cột cư cột nóng cho chật áp lệnh horrible bà horrible nóng mê tha của rừng thốt của ai khai chá nà nà xâm lấy lưu khăn khăn của ai khai cô ơi bà cột mình là cột mình châu chật chẳng á bà that find sorry that you find on the most alarm clock nowadays bà that you find the most alarm clock nowadays mình thật đôi chân này anh chẳng học ní nâng bà đài khơi sạp hai nơi nông màu ngô rô nơi sắp ngày nâng á cứ vì mình là xâm lấy terrible buzzer nâng khăn một em là lấy ruột khăn khăn bà đôi lên cái đằng rung ngang 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 chẳng hạn á bà ok which always used to drive me nuts bà tại thua ai nhóm nâng chưa có ba mình tên rồi thua ai nhóm nâng trong chua tem đó to drive me nuts thua ai nhóm nâng trong chua tem đó ngà tâm lên nâng á bà as I was saying bà đôi chức nhóm ban dành chân ok sometimes wake ok sometimes wake up before the alarm ពេលខ្លះហ្នឹងគឺក្រោកមុនពេលម៉ោងរោទៅទៀត usually because of some noise outside បាទ outside ណាបកជំនួសហ្នឹងជាធម្មតាហ្នឹងដោយសារតែមានសំឡេងឬខាងក្រៅឬសំឡេងឬអញ្ញែញ៉ៃខ្លាំងពេកបាទសំឡេង noisy សំឡេងឬរំខានពេកសំឡេងរំខានខាងក្រៅខ្លាំងពេកដូចជា the house a car door បាទដូចជាសំឡេងមានសំឡេងខាងក្រៅនឹងចូលនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាដូចជាសំឡេងបិទទ្វារឡានពុំខាងអញ្ចឹងបាទ slamming បាទ slamming នឹងគោះទ្វារបាទ slamming and alarm go off បាទហើយក៏ដូចជា
xâm lê nhà mong rô nâng tay mà đồn bà hơi có bàn tha tiết bà đôi chi ở Gunfire ok 1, 2, 3 ok có đôi chi Gunfire Well Gunfire sorry ok chẳng đôi chi Gunfire assembling complete well ok nâng ngay ok not Gunfire mình men cứ chi assembling complete Batman ôi nè ai đừng ớt Batman it is my neighbor noisy bà cứ xâm lấy nè chất khang bọc nhóm đo rồi nhẹ rồi nhảy đang tạm đồng of course bà bật mình hơi when I staying in the hotel bà nó phải đẹp nhóm nạ nơ bà bận tục tình thạc kì á when I'm staying in a hotel bà nó phải đẹp nhóm nạ nơ nông tình thạc kì á It's usually easier to just get a wake up call from the hotel than set the alarm. Ba, thom da bơ sân chi jeung ba it is usually easier. Vie chi thom da nung keu vie ngai sruol chieng ba dae tveu call wake up call la jeung kite mo da jeung chang na from the hotel than set bơ sa chieng a đặt mong roll nâng tay một đồng bà. I'm not really an early riser bà. Nhóm mình men chìa mình nó phê đầy cho chật ngơ pi phần lâm nó tê. So I don't jump out of the bed bà chẳng nhóm mình bà chấm đi mà lột nhóm mình lột trên bị kèm nữa ha dương đo mong và mình thấy thà dương đo mong liếm cứ dương ngợp chọc liếm rụt hoàn là chẳng hạn á nâng ngày chẳng còn mẹ chưa mà nơi đầy đầy ngợp đi lầm hết nó phải đọc bật lãng quạt tốt tiên ngợp chọc bị kẹp liếm liếm nó tê really to take on of the world bà thấy bà rụt rúa nông ca bà chấp đào mà bị phục lục mây được có ngày thứ mây bao dương chẳng hết bà I get up every ok hiện ta sai thì sorry đón này chạy ok I get up very slowly bà chẳng cứ nhóm ngợp crowd kì kì nó cứ nhóm ngợp dướt dướt môi môi nó slowly very slowly mình ngợp dướt dướt môi môi thèm đó usually one foot at the floor at the time bà chị thông mà đàn nó cứ đặt trường tâm một đòn môi bà everyone in a while chúng ta nó I'll oversleep chúng ta nó nhóm nâng nhóm có kênh cho đồn màu người chẳng tư but not too often but time mình men chưa nhập nhọp nửa tê ná mình men chưa nhập nhọp nửa tê ở phần nắng nhập nhọp ná bà I really love weekend when I can sleep in. Bà chẳng có tha nhóm bất chia bà I really love nhóm bất chia sờ lạnh bà nhóm bất chia sờ lạnh bà ngay trong sắp đà lắng nà nó về đại nhóm ai bà kênh dù màu nữa nè bà kênh họ đón kênh mong vậy mong thực hà chẳng cơ kênh mong buồn mong đọc chẳng á về đoạn ngày xa gật tật thì chẳng tới bà cứ quạt kênh hồ đo mong đập môi mong môi mong phí plư cho mà quạt kênh chẳng là sleep in ok chẳng ở Merian bao nhiêu ngày nấy thì bà rồi bà mình chọc hai hay cơ sâu mà chỉ xoay tật tông tình năng xâm lên cho đời xa tiền đã xài thì tất cả nhạc hạ thật thiệt mẹ cô với tính là bà ok hay complete chui ở vô ca bà chọn like nơi Facebook page kênh đôi chia YouTube channel phong đá bà đầm bay ơi bà miền đầm bay ơi nẹt ngọt nía bà tam đá nơi mê điện mấy mấy kênh đôi chia chung này đăng mấy để nhóm bán phỏ chia bên tông phong đá
nâng ngày chỉ trong cõi công nghệ tổng hợp nia nơi phe tổng hợp nia công số ca trên tập trai bao mình chăm ba thầy bà sinh chia bà nên là tới đấy xong bẹ mà tổng hợp nia nữa bà bệnh nhân viên người covid đã phòng bồn tổng hợp nia ok ở quân trai bye bye.